Bản tin kinh doanh và pháp luật. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kinh doanh và Pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 do Bộ Tư pháp chủ trì, Đài Tiếng nói Việt Nam và Công ty Alo Media phối hợp thực hiện với sự hỗ trợ của Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas. Thưa quý vị và các bạn, thị trường trái phiếu doanh nghiệp vừa trải qua một năm phát triển sôi động với hàng loạt phi vụ phát hành, quy mô thị trường ngày càng tăng và dần trở thành kênh dẫn vốn quan trọng cho nhiều doanh nghiệp. Để có được cái nhìn tổng quát hơn về sự tăng trưởng này, mời quý vị cùng nghe những phân tích của tiến sĩ Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế, trong cuộc trao đổi sau đây. Vâng, trước tiên xin được cảm ơn tiến sĩ Vũ Đình Ánh đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay ạ. Thưa ông, thời gian vừa qua thị trường chứng kiến một sự tăng trưởng khá nhanh của trái phiếu doanh nghiệp. Vậy chúng ta nên nhìn nhận sự tăng trưởng này như thế nào ạ? Tôi đánh giá rằng cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp chúng ta có thể nói là bùng nổ trong mấy năm gần đây, đặc biệt là trong cái năm 2019. Xét về mặt thị trường tài chính thì đây là một dấu hiệu rất tốt, và nó không chỉ là nó phản ánh cái nhu cầu của thị trường, của các bên tham gia vào cái thị trường tài chính của Việt Nam chúng ta, mà nó còn đi đúng cái xu thế mà chúng ta đã đặt ra trong cái chiến lược phát triển về thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng, tạo ra một cái thị trường cân đối. Nếu như trước đây chúng ta chỉ có những cái hàng hóa chủ yếu là cổ phiếu, là trái phiếu chính phủ, là chứng chỉ quỹ, và chúng ta thiếu mất một cái hàng hóa có thể nói là rất quan trọng theo thông lệ quốc tế, đó là các cái trái phiếu doanh nghiệp, thì cái việc mà cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp bùng nổ mấy năm gần đây đang giúp cho chúng ta tạo ra một cái thị trường tài chính cân bằng hơn, và cái hàng hóa trên thị trường nó cũng phong phú đa dạng hơn, và thông qua đó thì các cái bên tham gia thị trường có các cái điều kiện để mà giúp cho các cái hoạt động kinh doanh trên cái thị trường tài chính, thị trường chứng khoán của Việt Nam tốt hơn, thì tôi đánh giá đây là một tín hiệu rất là tích cực. Vâng, vậy đâu là nguyên nhân khiến cho khá nhiều nhà đầu tư quan tâm và quyết định đầu tư vào nó như vậy thưa ông? Tôi cho rằng cái sức hút của trái phiếu doanh nghiệp đối với các nhà đầu tư tương đối rõ ràng. Cái thứ nhất là liên quan đến vấn đề về lãi suất. Có thể nói là nếu so với một số các cái kênh mà đầu tư, đặc biệt là ví dụ như so với tiết kiệm ngân hàng chẳng hạn, thì cái lãi suất về cái của trái phiếu doanh nghiệp là cao hơn hẳn. Cái thứ hai nữa là cái mức độ biến động của trái phiếu doanh nghiệp, bởi vì trái phiếu doanh nghiệp thì nó cũng có rất nhiều loại khác nhau. Có những loại là người ta cố định về lãi suất, có những loại là lãi suất nó cũng có thể thay đổi. Do đó có thể nói là cái sự mức độ linh hoạt cùng với đảm bảo ở mức độ cao hơn so với cái mặt bằng chung hiện tại thì cũng là cái sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Cái vấn đề thứ ba là trái phiếu doanh nghiệp khi đã tạo ra một thị trường thì nó không chỉ có thị trường sơ cấp mà như chúng ta đang quan sát thấy hiện nay, nó có một cái thị trường thứ cấp, nói cách khác là đảm bảo cái tính thanh khoản của trái phiếu doanh nghiệp cũng rất là rõ ràng. Thì đây cũng là một cái mà có thể đặc biệt hấp dẫn các nhà đầu tư, họ quan tâm đến cái tính thanh khoản, cái khả năng mua đi bán lại và thậm chí là kiếm lời trong những hoạt động mua đi bán lại đó. Cái điểm thứ tư đó là cái mức độ an toàn của nó, hay nói cách khác là cái mức độ mà rủi ro đối với cả các cái nhà đầu tư thì nó thấp hơn so với cả cổ phiếu, bởi vì nếu cổ phiếu thì có thể trong các cái trật tự khi mà các cái hoạt động doanh nghiệp gặp khó khăn chẳng hạn thì trái phiếu bao giờ cũng là được ưu tiên thanh toán, gần như là đầu tiên có thể nói là như vậy. Do đó thì đó là yếu tố thứ tư. Yếu tố thứ năm cũng không kém phần quan trọng và tôi cũng quan sát thấy trên thị trường trong thời gian gần đây, đó là khá nhiều doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường trong nước để làm tiền đề rút kinh nghiệm cho việc vươn ra thị trường quốc tế khi mà chúng ta mở cửa hội nhập và phát hành cái trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường quốc tế, xuất phát từ những cái kinh nghiệm đã đúc rút được trên thị trường trong nước. Thì đây cũng là điểm mà giúp cho các cái nhà đầu tư, không chỉ là các nhà đầu tư trong nước của chúng ta mà cả các nhà đầu tư quốc tế, họ cũng rất là quan tâm và thích thú với cái việc mà chúng ta phát triển mạnh cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp như trong cái thời gian gần đây và trong cái định hướng tương lai sắp tới. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, phần trao đổi của tiến sĩ Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế, đã kết thúc chương trình Kinh doanh và Pháp luật của chúng tôi hôm nay. Trân trọng cảm ơn Bộ Tư pháp, Ban Quản lý chương trình 585, Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas đã hỗ trợ thực hiện chương trình. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ xin vui lòng truy cập website www.kinhdoanhvaphapluat.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mang đến niềm vui nhỏ, thổi bùng đam mê lớn, nâng tầm từng khát vọng, chắp cánh những ước mơ. Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas mang nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia.
đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng cho nước nhà, góp phần đưa Việt Nam vươn ra thế giới, hướng tới tương lai. Tổng công ty khí Việt Nam PVGas, năng lượng khơi nguồn đổi mới. Bản tin kinh doanh và pháp luật. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kinh doanh và Pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 do Bộ Tư pháp chủ trì, Đài Tiếng nói Việt Nam và Công ty Alo Media phối hợp thực hiện với sự hỗ trợ của Tổng công ty khí Việt Nam PVGas. Thưa quý vị và các bạn, thị trường trái phiếu doanh nghiệp vừa trải qua một năm phát triển sôi động với hàng loạt phi vụ phát hành, quy mô thị trường ngày càng tăng và dần trở thành kênh dẫn vốn quan trọng cho nhiều doanh nghiệp. Để có được cái nhìn tổng quát hơn về sự tăng trưởng này, mời quý vị cùng nghe những phân tích của tiến sĩ Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế, trong cuộc trao đổi sau đây. Vâng, trước tiên xin được cảm ơn tiến sĩ Vũ Đình Ánh đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay ạ. Thưa ông, thời gian vừa qua thị trường chứng kiến một sự tăng trưởng khá nhanh của trái phiếu doanh nghiệp. Vậy chúng ta nên nhìn nhận sự tăng trưởng này như thế nào ạ? Tôi đánh giá rằng cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp chúng ta có thể nói là bùng nổ trong mấy năm gần đây, đặc biệt là trong cái năm 2019. Xét về mặt thị trường tài chính thì đây là một dấu hiệu rất tốt, và nó không chỉ là nó phản ánh cái nhu cầu của thị trường, của các bên tham gia vào cái thị trường tài chính của Việt Nam chúng ta, mà nó còn đi đúng cái xu thế mà chúng ta đã đặt ra trong cái chiến lược phát triển về thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng, tạo ra một cái thị trường cân đối. Nếu như trước đây chúng ta chỉ có những cái hàng hóa chủ yếu là cổ phiếu, là trái phiếu chính phủ, là chứng chỉ quỹ, và chúng ta thiếu mất một cái hàng hóa có thể nói là rất quan trọng theo thông lệ quốc tế, đó là các cái trái phiếu doanh nghiệp, thì cái việc mà cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp bùng nổ mấy năm gần đây đang giúp cho chúng ta tạo ra một cái thị trường tài chính cân bằng hơn, và cái hàng hóa trên thị trường nó cũng phong phú đa dạng hơn, và thông qua đó thì các cái bên tham gia thị trường có các cái điều kiện để mà giúp cho các cái hoạt động kinh doanh trên cái thị trường tài chính, thị trường chứng khoán của Việt Nam tốt hơn, thì tôi đánh giá đây là một tín hiệu rất là tích cực. Vâng, vậy đâu là nguyên nhân khiến cho khá nhiều nhà đầu tư quan tâm và quyết định đầu tư vào nó như vậy thưa ông? Tôi cho rằng cái sức hút của trái phiếu doanh nghiệp đối với các nhà đầu tư tương đối rõ ràng. Cái thứ nhất là liên quan đến vấn đề về lãi suất. Có thể nói là nếu so với một số các cái kênh mà đầu tư, đặc biệt là ví dụ như so với tiết kiệm ngân hàng chẳng hạn, thì cái lãi suất về cái của trái phiếu doanh nghiệp là cao hơn hẳn. Cái thứ hai nữa là cái mức độ biến động của trái phiếu doanh nghiệp, bởi vì trái phiếu doanh nghiệp thì nó cũng có rất nhiều loại khác nhau. Có những loại là người ta cố định về lãi suất, có những loại là lãi suất nó cũng có thể thay đổi. Do đó có thể nói là cái sự mức độ linh hoạt cùng với đảm bảo ở mức độ cao hơn so với cái mặt bằng chung hiện tại thì cũng là cái sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Cái vấn đề thứ ba là trái phiếu doanh nghiệp khi đã tạo ra một thị trường thì nó không chỉ có thị trường sơ cấp mà như chúng ta đang quan sát thấy hiện nay, nó có một cái thị trường thứ cấp, nói cách khác là đảm bảo cái tính thanh khoản của trái phiếu doanh nghiệp cũng rất là rõ ràng. Thì đây cũng là một cái mà có thể là đặc biệt hấp dẫn các nhà đầu tư, họ quan tâm đến cái tính thanh khoản, cái khả năng mua đi bán lại và thậm chí là kiếm lời trong những hoạt động mua đi bán lại đó. Cái điểm thứ tư đó là cái mức độ an toàn của nó, hay nói cách khác là cái mức độ mà rủi ro đối với cả các cái nhà đầu tư thì nó thấp hơn so với cả cổ phiếu, bởi vì nếu cổ phiếu thì có thể trong các cái trật tự khi mà các cái hoạt động doanh nghiệp gặp khó khăn chẳng hạn thì trái phiếu bao giờ cũng là được ưu tiên thanh toán, gần như là đầu tiên có thể nói là như vậy. Do đó thì đó là yếu tố thứ tư. Yếu tố thứ năm cũng không kém phần quan trọng và tôi cũng quan sát thấy trên thị trường trong thời gian gần đây, đó là khá nhiều doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường trong nước để làm tiền đề rút kinh nghiệm cho việc vươn ra thị trường quốc tế khi mà chúng ta mở cửa hội nhập và phát hành cái trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường quốc tế, xuất phát từ những cái kinh nghiệm đã đúc rút được trên thị trường trong nước. Thì đây cũng là điểm mà giúp cho các cái nhà đầu tư, không chỉ là các nhà đầu tư trong nước của chúng ta mà cả các nhà đầu tư quốc tế, họ cũng rất là quan tâm và thích thú với cái việc mà chúng ta phát triển mạnh cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp như trong cái thời gian gần đây và trong cái định hướng tương lai sắp tới. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, phần trao đổi của tiến sĩ Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế, đã kết thúc chương trình Kinh doanh và Pháp luật của chúng tôi hôm nay. Trân trọng cảm ơn Bộ Tư pháp, Ban Quản lý chương trình 585, Tổng công ty khí Việt Nam PVGas đã hỗ trợ thực hiện chương trình. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ xin vui lòng truy cập website www.kinhdoanhvaphapluat.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mang đến niềm vui nhỏ
thổi bùng đam mê lớn, nâng tầm từng khát vọng, chắp cánh những ước mơ. Tổng công ty khí Việt Nam PVGas mang nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia. Đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng cho nước nhà. Góp phần đưa Việt Nam vươn ra thế giới, hướng tới tương lai. Tổng công ty khí Việt Nam PVGas, năng lượng khơi nguồn đổi mới. Bản tin kinh doanh và pháp luật. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kinh doanh và Pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 do Bộ Tư pháp chủ trì, Đài Tiếng nói Việt Nam và Công ty Alo Media phối hợp thực hiện với sự hỗ trợ của Tổng công ty khí Việt Nam PVGas. Thưa quý vị và các bạn, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã phát triển tích cực và đột phá trong năm 2019. Tuy nhiên cũng cần định hướng và quản lý để thị trường này phát triển lành mạnh hơn trong thời gian tới. Hơn nữa, để hạn chế những rủi ro, các nhà đầu tư cũng cần lưu ý một số vấn đề nhất định. Như thông tin mà ông Nguyễn Đức Hùng Linh, Giám đốc phân tích và tư vấn đầu tư khách hàng cá nhân công ty chứng khoán SSI sẽ là những tư vấn cần thiết cho những ai quan tâm tới thị trường này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông Hùng Linh đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay ạ. Thưa ông, mặc dù trái phiếu doanh nghiệp được nhận định là ít rủi ro hơn so với cổ phiếu, tuy nhiên các nhà đầu tư cần phải lưu ý gì trước khi quyết định đầu tư vào lĩnh vực này ạ? Trước hết thì chúng ta phải nghiên cứu rất là kỹ về cái dự án và phải tách bạch rất là rõ giữa trái phiếu của doanh nghiệp vay hay là trái phiếu huy động cho cái dự án đó và cái tài sản thế chấp. Có những doanh nghiệp phát hành là thế chấp bằng dự án, có những người lại phát hành lại thế chấp chỉ là bằng cổ phiếu. Cái tài sản thế chấp cũng là một cái chúng ta phải cân nhắc. Thế chấp bằng dự án thì mức độ an toàn là tương đối cao, còn thế chấp bằng cổ phiếu thì giá cổ phiếu sẽ biến động không ngừng và chúng ta sẽ không chắc được rằng là cái tài sản đấy cái giá trị sẽ là như thế nào. Đấy là thứ nhất là chúng ta phải cân nhắc về tính khả thi dự án. Thứ hai là tài sản thế chấp. Cái thứ ba mà chúng ta phải để ý rất là kỹ đấy là năng lực kinh doanh của cái doanh nghiệp đó. Mặc dù một doanh nghiệp mà tốt thì cái kinh doanh chung của họ sẽ ổn định và họ sẽ có một dòng tiền tốt để mà sau khoảng 1-2 năm thì người ta sẽ thu hồi được cái dòng tiền đó để trả nợ cho các trái chủ. Còn nếu như một doanh nghiệp mà kinh doanh không tốt thì sẽ là ngược lại. Vâng, tuy nhiên thì làm thế nào để có thể đánh giá được một doanh nghiệp nào là tốt, một doanh nghiệp nào là xấu thưa ông? Đánh giá một doanh nghiệp có tốt hay không thì chúng ta lại phân tích kỹ vào cái quá trình kinh doanh của họ từ cái báo cáo tài chính của doanh nghiệp đó, xem trong các năm trước đó thì họ kinh doanh lãi lỗ ra sao, quản lý dòng tiền như thế nào và họ đang vay ở các ngân hàng nào nếu như họ còn có vay tiền và cái định mức tín nhiệm của họ tại các ngân hàng. Ví dụ như họ phải vay ngân hàng với lãi suất chỉ khoảng 10% thì là mức khá là hợp lý. Còn nếu như họ vay ngân hàng với lãi suất rất là cao 14-15% thì điều đấy cho đấy bản thân các ngân hàng thương mại cũng đang đánh giá cái doanh nghiệp này là có nhiều rủi ro. Và như vậy thì cũng là một cái yếu tố mà các nhà đầu tư cần phải cân nhắc khi mua trái phiếu. Vâng, vậy hiện nay chúng ta đã có khung pháp lý cho vấn đề này hay chưa thưa ông? Về phát hành trái phiếu doanh nghiệp thì tôi cho rằng là về khung pháp lý đã tương đối là hoàn thiện và chúng ta đang hướng đến một cái khung pháp lý tương đối là thông thoáng hơn để hỗ trợ cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Mục đích cuối cùng chúng ta là để phát triển thị trường vốn, trở thành một kênh dẫn vốn cho nền kinh tế. Thì trong thị trường vốn thì bao gồm hai kênh. Kênh thứ nhất là kênh trái phiếu và kênh thứ hai là kênh cổ phiếu. Kênh cổ phiếu đã khá là phát triển rồi, còn như bây giờ kênh trái phiếu vẫn còn là khá là sơ khai. Vì vậy chúng ta phải có những cái quy định cũng như là cái tạo điều kiện thông thoáng để phát triển cái kênh trái phiếu này. Còn về cơ chế về bảo lãnh đối với phát hành trái phiếu thì nó là cái thỏa thuận giữa các đơn vị kinh tế với nhau, của đơn vị phát hành là doanh nghiệp và cái thứ hai là cái đơn vị mà bảo lãnh. Thông thường thì bảo lãnh là có phí, cho nên là khi mà có bảo lãnh thì cái lãi suất của trái phiếu cũng sẽ cao hơn và như vậy thì là sẽ khó phát hành hơn với các nhà đầu tư. Tuy nhiên các nhà đầu tư thì có thể người ta sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi mà có đơn vị bảo lãnh đằng sau. Nói như vậy không có nghĩa là cứ có bảo lãnh là chúng ta yên tâm một cách hoàn toàn. Bởi vì chúng ta là những nhà đầu tư thì chúng ta phải đọc rất là kỹ và theo dõi rất là kỹ những cái điều khoản liên quan đến bảo lãnh. Bởi vì có những lúc mà mặc dù là có bảo lãnh hoặc thậm chí là có tài sản thế chấp, tuy nhiên những trái chủ, chẳng hạn là những nhà đầu tư nhỏ lẻ,
thì lại không có đủ tiềm lực về tài chính cũng như là tiếng nói để mà có thể đòi được là cái đơn vị bảo lãnh hoặc là doanh nghiệp phải bảo lãnh hoặc là phải trả bằng tài sản khi mà có tranh chấp xảy ra. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, phần trao đổi của ông Nguyễn Đức Hùng Linh, Giám đốc phân tích và tư vấn đầu tư khách hàng cá nhân công ty chứng khoán SSI đã kết thúc chương trình Kinh doanh và Pháp luật của chúng tôi hôm nay. Trân trọng cảm ơn Bộ Tư pháp, Ban Quản lý chương trình 585, Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas đã hỗ trợ thực hiện chương trình. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ xin vui lòng truy cập website www.kinhdoanhvaphapluat.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mang đến niềm vui nhỏ, thổi bùng đam mê lớn, nâng tầm từng khát vọng, chắp cánh những ước mơ. Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas mang nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia. Đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng cho nước nhà. Góp phần đưa Việt Nam vươn ra thế giới, hướng tới tương lai. Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas, năng lượng khơi nguồn đổi mới. Bản tin kinh doanh và pháp luật. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kinh doanh và Pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 do Bộ Tư pháp chủ trì, Đài Tiếng nói Việt Nam và Công ty Alo Media phối hợp thực hiện với sự hỗ trợ của Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas. Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia, mức độ tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam còn hạn chế, một phần do thiếu công khai và minh bạch thông tin với các nhà đầu tư tiềm năng, một phần do thiếu phân tích có chất lượng đủ cao. Do đó cần hoàn thiện thể chế, đặc biệt là rà soát lại Nghị định 163 để sửa đổi theo hướng vừa tạo điều kiện thuận lợi nhưng cũng giảm thiểu rủi ro đối với thị trường này. Những ý kiến của tiến sĩ Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế, ngay sau đây sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng ạ, trước tiên xin được cảm ơn tiến sĩ Vũ Đình Ánh đã nhận lời tham gia chương trình phỏng vấn hôm nay ạ. Thưa ông, để có thể quản lý tốt thị trường trái phiếu doanh nghiệp, chúng ta cần phải có những giải pháp như thế nào ạ? Cái đầu tiên phát hành trái phiếu doanh nghiệp đó là phải dựa trên cái uy tín của doanh nghiệp. Cái tài sản đảm bảo, cái tài sản vốn có của doanh nghiệp nó chỉ là một yếu tố. Đối với trái phiếu doanh nghiệp thì cái uy tín của doanh nghiệp là rất quan trọng. Vậy thì ai xác định cái uy tín này? Ngoài cái rất khẳng định liên quan tới việc chúng ta phải có hệ thống các cái công ty định hạng tín nhiệm hay là xếp hạng tín nhiệm, credit rating là chúng ta phải có. Chứ không thì không ai có thể khẳng định là doanh nghiệp này thì tốt hơn và doanh nghiệp kia thì kém hơn. Doanh nghiệp này được phát hành và doanh nghiệp này phát hành trái phiếu với lãi suất thấp hơn. Và tại sao lại thấp hơn bao nhiêu so với doanh nghiệp kia? Phải dựa trên cái xếp hạng tín nhiệm. Chúng ta cũng biết kinh nghiệm của Moody's khi họ xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam chúng ta chẳng hạn, với những cái trái phiếu chính phủ của chúng ta chẳng hạn, thì nó động chạm đến rất nhiều yếu tố chứ không phải chỉ một. Vậy thì đối với doanh nghiệp cũng tương tự như vậy, đặc biệt những doanh nghiệp lớn. Do đó cái đầu tiên chúng ta phải quy định rất rõ về hệ thống này cũng như các cái tiêu chuẩn quy định để cho họ có thể vận hành và hoạt động được, và họ đảm bảo được cái uy tín cho người phát hành. Vâng, ngoài việc xếp hạng tín nhiệm uy tín của mỗi doanh nghiệp thì chúng ta cần có những biện pháp gì để giảm thiểu rủi ro khi doanh nghiệp không may thua lỗ hay phá sản thưa ông? Có thể nói là hiện nay trái phiếu doanh nghiệp rất hấp dẫn các nhà đầu tư. Nhưng mà một trong những cái điểm hấp dẫn đó là vì họ chưa rõ được cái rủi ro của trái phiếu doanh nghiệp. Nó gồm những rủi ro gì thì họ gần như chưa xác định, mà bây giờ chỉ coi nó như một hàng hóa mới và rất hấp dẫn. Như vậy thì chưa được. Bản chất đối với cả trái phiếu doanh nghiệp đó là một tài sản nợ. Và khi nó đã là một tài sản nợ thì đem theo nó là vô số các cái rủi ro khác nhau và chúng ta phải xử lý. Do đó thì trong các cái luật này tôi cho rằng các cái quy định nếu chúng ta chưa nâng lên được luật thì
ngay bản thân cái nghị định của chúng ta khi bổ sung sửa đổi chắc chắn nó sẽ phải liên quan tới cái thứ nhất là giúp cho các nhà đầu tư nhận biết được rủi ro, cái thứ hai là nếu rủi ro đó xảy ra thì chúng ta xử lý như thế nào, thì đó cũng là một điểm rất quan trọng đối với vấn đề phát triển một cách an toàn, lành mạnh với tốc độ cao của thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Còn một chi tiết nữa cũng rất quan trọng, đó là chúng ta phải phát triển một hệ thống công ty mua bán nợ. Trước đó thì tôi có nói về vấn đề thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp, những cái vai trò của các công ty mua bán nợ, đặc biệt là đối với một cái loại hàng hóa như trái phiếu doanh nghiệp sẽ là rất quan trọng. Trong trường hợp các doanh nghiệp phát hành trái phiếu đó trên thị trường, họ gặp những cái rủi ro bất khả kháng và thậm chí có thể lâm vào tình trạng giải thể hay phá sản, thì cái vai trò của những công ty mua bán nợ với cái gọi là chiết khấu rất cao như vậy sẽ giúp cho cái tính thanh khoản cũng như bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp rất là quan trọng. Thì tôi cho rằng có lẽ then chốt đối với chúng ta đó là phải hoàn thiện cái thể chế để giúp cho cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp chúng ta phát triển một cách đúng hướng, lành mạnh và đặc biệt là bảo vệ lợi ích của cả người phát hành trái phiếu doanh nghiệp cũng như là của các nhà đầu tư mua các cái trái phiếu doanh nghiệp đó. Chứ không thì không ai có thể gọi là khẳng định là doanh nghiệp này thì tốt hơn và doanh nghiệp kia thì kém hơn, doanh nghiệp này được phát hành và doanh nghiệp này phát hành trái phiếu với lãi suất thấp hơn và tại sao lại thấp hơn bao nhiêu so với doanh nghiệp kia, phải dựa trên cái xếp hạng tín nhiệm. Chúng ta cũng biết kinh nghiệm của Moody đúng không ạ, khi họ xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam chúng ta chẳng hạn với những cái trái phiếu chính phủ của chúng ta chẳng hạn, thì nó động chạm đến rất nhiều yếu tố chứ không phải chỉ một. Vậy thì đối với doanh nghiệp cũng tương tự như vậy, đặc biệt những doanh nghiệp lớn. Do đó cái đầu tiên chúng ta phải quy định rất rõ về hệ thống này cũng như các cái tiêu chuẩn quy định để cho họ có thể vận hành và hoạt động được và họ đảm bảo được cái uy tín cho cái người phát hành. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, phần trao đổi của tiến sĩ Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế, đã kết thúc chương trình Kinh doanh và Pháp luật của chúng tôi hôm nay. Trân trọng cảm ơn Bộ Tư pháp, Ban Quản lý chương trình 585, Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas đã hỗ trợ thực hiện chương trình. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ xin vui lòng truy cập website www.kinhdoanhvapháp luật.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mang đến niềm vui nhỏ, thổi bùng đam mê lớn, nâng tầm từng khát vọng, chắp cánh những ước mơ. Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas mang nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng cho nước nhà, góp phần đưa Việt Nam vươn ra thế giới, hướng tới tương lai. Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas, năng lượng khơi nguồn đổi mới. Bản tin Kinh doanh và Pháp luật. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kinh doanh và Pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 do Bộ Tư pháp chủ trì, Đài Tiếng nói Việt Nam và Công ty Alo Media phối hợp thực hiện với sự hỗ trợ của Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua nhiều chính sách mới liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được ban hành. Chúng tôi lựa chọn giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau. 1. Thêm nhiều trường hợp được miễn lệ phí môn bài. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 22 năm 2020, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 139 năm 2016, quy định về lệ phí môn bài. Theo đó, bổ sung thêm nhiều trường hợp được miễn lệ phí môn bài, cụ thể, miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 đối với tổ chức thành lập mới, được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra sản xuất kinh doanh. Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.
chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc diện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập trước thời điểm 25 tháng 2 năm 2020 thì thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tính từ ngày 25 tháng 2 năm 2020 đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập. 2. Hiệp định EVFTA, 99% số dòng thuế nhập khẩu từ EU được xóa trong vòng 10 năm. Việt Nam cam kết sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu ngay khi hiệp định có hiệu lực với 48,5% số dòng thuế, tương đương 64,5 kim ngạch nhập khẩu từ EU, sau 10 năm là khoảng 99% số dòng thuế, tương đương 99,8% kim ngạch nhập khẩu từ EU. Bộ Tài chính đã có thông báo về các mặt hàng sẽ được xóa bỏ 99% số dòng thuế nhập khẩu từ EU trong vòng 10 năm. Để thực thi nghĩa vụ cam kết thuế của Việt Nam, Bộ Tài chính sẽ xây dựng trình chính phủ ban hành nghị định biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện hiệp định EVFTA áp dụng từ ngày hiệp định có hiệu lực với Việt Nam và có lộ trình cắt giảm thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo đúng cam kết trong hiệp định. Đáng chú ý, Việt Nam cam kết sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu ngay khi hiệp định có hiệu lực với 48,5% số dòng thuế, tương đương 64,5% kim ngạch nhập khẩu từ EU. Sau 10 năm là khoảng 99% số dòng thuế, tương đương 99,8% kim ngạch nhập khẩu từ EU. Đối với số dòng thuế còn lại, Việt Nam sẽ có lộ trình trên 10 năm hoặc dành ưu đãi cho EU trên cơ sở hạn ngạch thuế quan của WTO. Lộ trình cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với một số nhóm mặt hàng chính của Việt Nam như sau. Ô tô sau 9 năm đối với ô tô phân khối lớn, trên 3.000 phân khối cho động cơ xăng và trên 2.500 phân khối cho động cơ diesel. Và 10 năm đối với các loại ô tô còn lại, linh kiện phụ tùng ô tô tối đa 7 năm, hóa chất tối đa 7 năm, đồ uống có cồn tối đa 10 năm, thịt bò 3 năm, thịt lợn đông lạnh 7 năm, thịt gà 10 năm, sữa và sản phẩm sữa 3-5 năm, cá và các sản phẩm cá 3-7 năm, thuốc lá, xì gà 15 năm, máy móc thiết bị tối đa 7 năm. Thưa quý vị và các bạn, tới đây chương trình Kinh doanh và Pháp luật xin được tạm dừng. Trân trọng cảm ơn Bộ Tư pháp, Ban Quản lý chương trình 585, Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas đã hỗ trợ thực hiện chương trình. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ xin vui lòng truy cập website www.kinhdoanhvaphapluat.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mang đến niềm vui nhỏ, thổi bùng đam mê lớn, nâng tầm từng khát vọng, chắp cánh những ước mơ. Tổng công ty khí Việt Nam PVGas mang nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia. Đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng cho nước nhà, góp phần đưa Việt Nam vươn ra thế giới, hướng tới tương lai. Tổng công ty khí Việt Nam PVGas, năng lượng khơi nguồn đổi mới.